Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070 Happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Chậm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn lấy đội sài gòn TV theo dõi cà phê sáng và thời sự thế giới trong ngày 14 tháng 11 thứ hai giữa tháng 11. Người lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Chúng tôi nói chuyện với nhau ừ. mới đây mà đã sắp tới Thanksgiving rồi. Ngọc Lan có dự trù gì cho ngày lễ tạ ơn? Giống như năm ngoái hay là sẽ có cái gì mới không? Ờ, Ngọc Lan nghĩ cũng sẽ giống như vậy, tức là cũng <laughs> là ngày đó là ngày của gia đình mà ngày của gia đình thường nhưng mà năm nay nếu mà Ngọc Lan ừ. chọn ăn gà tây á thì họ Đắc mấy ngày hôm nay họ nói giá gà tây nó lên cao quá trời luôn không phải vì vấn đề lạm phát mà cái tin tức này chúng tôi đã nói từ năm ngoái đó là cái dịch đợt, đợt bùng phát cúm da cầm nó gây ảnh hưởng à, trong thời gian qua và đặc biệt nhắm vào những cái con gà tây này ừ. cho nên năm nay họ họ phải là giết trước xong rồi có đông lạnh rồi mới gửi đến để bán thì năm nay giá cả cao hơn nhiều không biết quý vị nào có mua sẵn hay không chứ còn chờ bây giờ đến lúc đó mua thì chắc chắn là sẽ giấy giá cao hơn so với năm ngoái mình còn khoảng chừng 10 ngày nữa ha mười yeah, ngày nữa tới rồi dạ yeah, ngọc lan nghĩ thấy thường á mỗi năm người ta làm gà tây á tại vì công gà nó nó to cho nên nó cất một tủ lạnh nó cũng choáng chỗ thường người ta sẽ chờ tới đó thôi dạ yeah, ừ. dụ sớm nhất là cuối tuần đó cuối tuần này cứ tuần này sẽ ừ. đi mua à, nhưng mà cũng chưa để ý cái giá nó là bao nhiêu à, có những nhà thì uh, trong thời gian đại dịch họ mua sẵn những cái tủ lạnh để bên ngoài gara đó hoặc là để ngoài sân đó. Đúng rồi. thì đó là cái thời điểm tốt nhất nếu mà quý vị mua được sớm để mà làm nhưng mà chúng tôi hỏi qua thì một, chỉ có những gia đình mà có con em sinh ra ở đây nó thích nó theo mỹ đã thích cái truyền thống thì ăn gà tây cho nó vui chứ còn đa số người việt nam mình vẫn đi mua vịt quay với lại heo không quay với gà gà quay dạ yeah, người ta vẫn thích tại vì cái gì mình ăn mà nó quen với khẩu vị của mình <laughs> thì, thì yeah. mình dễ hơn ngày hôm qua ngọc Lan với Nguyễn trường Có ghé ngay cái tiệm mà hảo vị bbq ở gần đúng đây để đúng coi đúng coi, đúng coi là họ có làm gà tây hay không để đúng mình đó. giới thiệu cho khán giả có thể người ta biết chỗ người ta đặt nhưng mà họ nói là không, không họ không, không có à. làm bởi vì quay một con gà như vậy nó choáng chỗ lắm đúng ờ à, nó, nó yeah. thay vì nó mất chỗ so với lại quay hai ba con kia cho nên nhưng mà họ nói rằng là người việt mình vẫn ăn gà à, vịt nhiều đúng. Nhiều hơn, ngày đó là họ bán tới mấy trăm con. À? Trên uh, YouTube á, họ hướng dẫn quay con à, gà tây như thế nào, phải <laughs> mình cứ làm ở nhà thấy nguy hiểm quá hả? À. Tại vì làm như một cái cái nồi mà để đầy dầu ở trên á, xong thả con gà vô, tôi thấy có nhiều gì? nhiều lúc đó để không đúng nó nó rớt xuống cái là Ồ, nó dầu nó văng lên. lên rồi lửa xảy ra. Còn nếu như Ngọc Lan quay nước. gà tây thì nướng quay luôn. quay là, là nước à. mình nướng mà. Ừ. Cho nên uh... con này chiên dầu. Yeah. Uh. Ngọc Lan, Nhưng mà mình làm, mình tự làm theo cái cách mà cái khẩu vị bắt đầu nó nó chơi dễ ăn cho người Việt. Ngọc Lan thấy cũng cũng ok lắm. á Sẽ nên ướp trước cũng cả ngày Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó, giả giả nó thấm vào bên trong. trong à? Dạ. Ừ. À, thì có nhiều cách hồi trước Ngọc Lan cũng có hướng dẫn, hướng ra dẫn trên. Rồi, trên à? Bây trên giờ cái còn không YouTube rồi. Còn không? Vẫn trên clip của Lý Đô Sài Gòn TV mà. Yeah. Dạ. Chắc gần đây quý vị sẽ bên đài sẽ chiếu lại quý vị sẽ yeah. theo cái đó. Làm Ngọc Lan thấy nó rất là dễ yeah. nhưng mà nó vui nữa trở yeah. lại với các bạn tin đáng chú ý thì cái vụ mà chạm hai chiếc máy bay chạm mà trên không ở Dallas thưa quý vị từ hôm thứ bảy nhưng mà đến giờ phút này vẫn tiếp tục được thảo luận bởi vì cơ quan kiểm soát không lưu và cơ quan an toàn chuyển vận của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra à, nhìn qua cái, họ nói rằng cái cuộc biểu diễn trên không này các phi công họ đã thực tập rất nhiều lần rồi và toàn là những người chuyên gia họ mới bay biểu diễn như thế này à, thì không biết vì lý do nào vào giờ phút chót có thể là chúng tôi nghĩ chắc chắn là cái tọa độ của một người phi công phó bởi vì khi mà lên à, cất cánh đó, thường là hai phi công hỏi nhau là các anh có bảo đảm cái tọa độ đó hay chưa rồi người <laughs> phi công phó sẽ nói yes nghĩa là trước khi cất cánh đó, là họ đã chuẩn bị hết tất cả những cái tọa độ cần thiết và họ đã canh hết cái tọa độ và nhìn ở dưới thì thấy rằng rất là sát nhau nhưng mà đa phần những cái cuộc biểu diễn quý vị thấy hai chiếc máy bay nó bay nghĩa là ngược chiều nhau tưởng là đụng nhau nhưng mà gần đến thì nó bay qua bụng nhau thế nhưng những cái chuyến máy bay biểu diễn như vậy đó nếu mà chỉ cần sai sót một chút xíu có thể vì gió có thể trong lúc bay như thế cái tốc độ quá nhanh luôn gần đấy đích thì chuyển gió hướng hoặc là cái tọa độ tính sai chỉ cần một chấm một độ thôi là có thể đủ để hướng máy bay um, đụng và hậu quả là những người khán giả trong đó chúng tôi thấy có mấy đứa nhỏ nó tội nghiệp vô cùng mà nó khóc luôn bố mẹ thì la hoảng còn mấy đứa nhỏ có đứa thì ông bố lần đầu tiên đưa đứa con 4 năm tuổi của mình đi để cho nó xem thì nó nó đứng nó nhìn thấy máy bay rồi nó lần đầu tiên người ta chứng kiến hai chiếc máy bay đụng nhau ở Dallas rớt xuống đất bùng nổ lên một cái cột lửa ừ. lớn. À, tin tức sáng ngày hôm nay à, họ chỉ tiết lộ là có một phi công đến từ Ohio chết trong tai nạn này. Năm người còn lại hiện nay đang chờ đợi à, sẽ được công bố à, chính xác. À, nhưng mà nhìn à, à, lại các video chúng tôi thấy đó là Cả hai, cả hai bên phi hành đoàn đó, chết ngay tại chỗ họ không có thì giờ để họ nhấn cái nút để bay ra ngoài nữa bởi vì bụng của chiếc máy bay nhỏ đó đáp vào đầu của chiếc máy bay lớn đều là những cái loại máy bay quân đội cả và khi mà cái vụ va chạm vừa thấy chúng tôi vừa thấy một cái là thấy biết chắc chắn ngay cái bên phía phi công của chiếc máy bay lớn tự nạn rồi sau đó thì chiếc máy bay nhỏ cũng rớt xuống may mắn đây là hình ảnh sát cứ vị thấy khi mà đụng vào nhau đó cái chiếc máy bay nhỏ ở trên đó là tan nát luôn đây là cái cánh còn lại nè thì làm sao mà người ta có thể sống được rồi ngay cái đầu của hai phi công ngồi và kể cả như vậy đó chiếc máy bay lớn có thể có bốn người và chiếc máy bay nhỏ hai người hiện nay thì tin tức vẫn đang tiếp tục điều tra và khi máy bay nổ nó rớt từ trên không nó rớt xuống là sáu người thiệt mạng ở dưới đất thì không có ai ở vào thời điểm đó cả họ tập trung ở ngay phi trường của dallas và vì thế không ai bị ảnh hưởng à, cuộc điều tra hiện nay vẫn còn đang tiến hành à, hãng hàng không american airlines vào sáng ngày hôm nay họ cho biết có hai thành viên cũ của hãng là ông uh, Baker và Len Root thiệt mạng trong tai nạn này. Thì nếu như vậy là có tất cả là ba người đã được xác nhận. Còn ba người còn lại thì chưa. Uh, chiếc Boeing uh, B-17 từ thời Thế chiến thứ hai, thưa quý vị, biểu diễn cùng với uh, một cái chiếc máy bay chiến đấu nhỏ. Uh, đó, cũng là máy bay chiến đấu nhỏ luôn. Uh, loại uh, Bell P-63 King. Cobra, bay rất nhanh, bắn rất chính xác. thì đây là chiếc King Cobra nhỏ ở trên, chiếc dưới là B 17 thả bom rồi thực hiện những cái phi vụ tấn công từ thời đánh Đức Quốc xã Thế chiến thứ hai. Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Đây là một tai nạn rất là đáng tiếc mà một lần nữa thưa quý vị họ muốn tìm hiểu xem ai lỗi ở đây, người uh, phi công của chiếc máy bay Boeing bay hơi cao quá hay là chiếc uh, máy bay nhỏ bay thấp quá bởi vì uh, chiếc boeing này đang bay hướng từ trái sang phải rồi chiếc máy bay, bay nhỏ cũng bay từ hướng trái sang phải và hai bên sẽ chéo nhau ở một cái điểm ở trên không thì lúc đó chúng tôi thấy cái chiếc máy bay, bay nhỏ ở trên đó là chạm vào chiếc máy bay lớn cho nên phần lỗi có thể là người phi công bên chiếc máy bay nhỏ bay thấp hơn chút xíu thôi. Một một, một thước thôi là đủ để chạm cho nên cái cái va chạm nó thưa quý vị và chạm vào cái đầu của chiếc máy bay lớn này. À, lúc mà cái này nó nó làm cho người ta sửng sốt là bởi vì lúc đó nhiều người live trực tiếp, và ngọc lan nhìn đúng thấy uh, coi tự nhiên Khắp cái nơi, Facebook, người YouTube, ta đang yeah. đang tự nhiên hai cái nó sẹt với nhau một cái ừ. cái nó bùng lên rồi nghe cái tiếng của những cái người mà trong những cái live stream yeah, đó khát, họ khát khổng thét khổng lên, khổng, lên. Dạ. rất là khủng khiếp chúng tôi tiếp tục với ừ. phần tin cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo mà quý vị cùng theo dõi